giải thưởng dành cho âm nhạc xuất sắc. Nhạc sĩ Nguyễn Hữu Thu, vở diễn Giáng Hương, công ty thương nghiệp sân khấu nghệ thuật Thiên Đăng. Xin được chúc mừng nhạc sĩ Nguyễn Hữu Thu. Và cùng với đó là tác phẩm trong vở diễn Giáng Hương sân khấu Về Khuya của công ty trách nhiệm hữu hạn sân khấu nghệ thuật Thiên Đăng. Xin được mời đại diện của nhạc sĩ Nguyễn Hữu Thu cũng như là sân khấu Thiên Đăng sẽ cùng tiến lên sân khấu. Và ban tổ chức cũng xin được mời nghệ sĩ ưu tú Trần Vương Thạch sẽ nán lại sân khấu. Xin được kính mời lên sân khấu đạo diễn Lê Quý Dương, chủ tịch Ủy ban Festival và Hợp tác sân khấu quốc tế, Hiệp hội sân khấu thế giới ITI UNESCO sẽ cùng trao giải thưởng này đến cho đại diện của nhạc sĩ Nguyễn Hữu Thu. Vở diễn Giáng Hương sân khấu Về Khuya, công ty trách nhiệm hữu hạn sân khấu nghệ thuật Thiên Đăng. Xin một lần nữa chúc mừng cho giải thưởng âm nhạc xuất sắc đã gọi tên nhạc sĩ Nguyễn Hữu Thu của vở diễn Giáng Hương sân khấu Về Khuya.